Hôm nay tôi sẽ là ma chết trôi Real Man, tức là ma da đó. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại trở nên nông nổi như thế này? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Ban đầu tôi là một Real Man bình thường. Trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát lũ quái vật bồn cầu, tôi có ghé qua một cái hồ nước để tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng thật không ngờ, bên dưới hồ nước này đã có thứ gì đó vô cùng nhớt nháp và đã lôi chừng tôi xuống, khiến cho tôi hồn lì khỏi xác. Tôi tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ kết thúc một cách bí ẩn như vậy. Nhưng không các bạn à, tôi chưa chết, mà tôi đang tồn tại dưới hình dạng của một hồn ma ướt át. Tôi không thể nào di chuyển lên mặt nước được, và thậm chí tôi ngó trái ngó phải cũng không thấy cái thân xác cùng với thứ nhớt nhát đã kéo chân tôi xuống đâu cả. Rốt cuộc tôi bị gì thế này? Tại sao tôi lại bị giam cầm ở đây? Tôi đã suy nghĩ, cố gắng tìm cách thoát ra đây, nhưng tất cả đều thất bại. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, thì ra thứ kéo tôi xuống chính là ma chết trôi, tức là ma da đó. Và nó đã chiếm lấy thân xác của tôi, biến tôi thành một ma da mới thay thế chỗ của nó. Nước, nước ở đằng kia, khát nước quá, lại đó, uống mới được. Đúng rồi, giờ tôi là một con ma chết trôi mới, phải bắt chước giống như là con ma da cũ, kéo một ai đó hồn ly khỏi xác, rồi tôi cướp xác thứ đó, thì tôi mới có thể quay trở lại lên bờ được. Bỗng dừng lúc này, trên mặt nước đã xuất hiện một sinh vật nào đó tới uống nước. Tôi chớp lấy cơ hội, kéo chân nó xuống. Chết tiệt, thứ quái quỷ gì kéo ta thế này? Khốn kiếp, chết xa tất la. Đi chạy thôi, chạy thôi. Thứ đó đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Khó khăn lắm, tôi sắp kéo được nó hồn ly khỏi xác, nó chạy mất rồi. Có lẽ vì sự gà mờ là một con ma da mới, nên tôi rất là hậu đậu và vô dụng, lại để con mồi thoát khỏi tầm tay của mình. Được rồi, lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, chờ đợi con mồi tiếp theo vậy. Chờ mãi, thì cuối cùng đã xuất hiện một con mồi tiếp theo. Nóng quá, nóng quá. Đằng kia có một cái hồ nước thật lớn, mình phải tới đó tắm mới được. Thật sảng khoái quá đi. Trời đất ơi, sao lại là một Real Man chứ? Khoan, tôi nhận ra hắn, hắn là một sát thủ Real Man, chỉ nhận tiền đâm thuê chém mướn. Hắn chết rồi, cũng chẳng có ai tiếc nuối cả. Vậy thì tôi sẽ kéo đầu hắn xuống, chiếm lấy thân xác của hắn để tôi có thể lên bờ. Mẹ kiếp, thứ gì nhớt nhát to gan dám kéo chúng ta xuống thế này? Ta sẽ giết chết ngươi. Mặc dù tôi là một ma chết trôi mới, nhưng cơ thể của tôi toàn là chất nhầy, nên mọi đòn tấn công của hắn là vô nghĩa. Và cuối cùng tôi cũng đã kéo hồn hắn ly khỏi xác, rồi sau đó nhập vào cơ thể của hắn. Gì thế này, gì thế này? Sao người tôi đen thui còn bốc mùi nữa? Khoa, hình như tôi lên được trên bờ rồi. Hay quá, nhưng lạnh quá, lạnh quá. Tôi muốn sưởi ấm, tôi cần phải tìm đống lửa nào đó để hầm nóng lại cơ thể của mình. Lạnh quá, có lẽ ở dưới nước suốt mấy ngày tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi phát hiện giữa khu rừng đột nhiên có một đống lửa. Tôi nhanh chóng tiến lại gần đó sưởi ấm. Nhưng thật không ngờ, xung quanh đống lửa không chỉ có một mình tôi, mà còn có rất nhiều thứ đen ngòm khác. Đúng rồi, không lẽ bọn chúng cũng giống như tôi, từng là ma chết trôi, kiếm được xác của nạn nhân rồi trồi lên bờ sưởi ấm hay sao? Chết tiệt, phải chắc chắn trong số bọn chúng có kẻ đã giết chết tôi, kéo tôi hồn ly khỏi xác, biến tôi thành ra thế này. Tình khốn nào. Sao người ồn ào vậy? Mau sưởi ấm đi, bọn ta cũng không muốn như vậy đâu. Bọn ta bắt đắc dĩ trở thành ma chết trôi thì phải kéo xác người khác. Đáng ghét, cái lũ đáng ghét. Có phải ngươi mấy ngày trước đã kéo ta xuống nước không? Có phải là ngươi không? Còn ngươi nữa, chắc chắn là ngươi rồi. Tình chết tiệt này, bọn ta muốn yên tĩnh sưởi ấm ở đây, tại sao ngươi lại tới đây phá đám? Mau giết chết hắn đi. Vì muốn tìm ra kẻ đã giết tôi, tôi đã xung đột với lũ ma da ở đây. Nhưng cũng may, nhờ cái thân xác mà tôi chiếm được của tên sát thủ Real Man nên khá là mạnh, tôi đã giết chết hết bọn chúng, thậm chí nuốt luôn cả cơ thể của bọn chúng, giúp người của tôi một phần nào hấp thu tỷ của bọn chúng.
làm cho cơ thể tôi to ra. Lúc này tôi đồng thời sưởi ấm dưới ngọn lửa kia cũng khiến cho người tôi bắt đầu khô ráo lại. Nhưng mà nhiệm vụ đi chính xác của tôi vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ tôi phải cấp tốc quay về thế giới Real Man để báo cáo về tình hình lũ quái vật bồn cầu đang chuẩn bị xâm lược. Thế giới Real Man xảy ra chuyện gì thế này? Chết tiệt, sao lũ quái vật bồn cầu quân đội xuất hiện ở khắp nơi vậy? Khô kim, mau cút ra khỏi nơi này cho ta. Cái gì thế này? Sao lại xuất hiện một tên Real Man khổng lồ dị hợm thế này? Chết tiệt, ngươi, chết đi, lũ bản thiếu, lũ khô kim, lũ xâm lược. Rốt cuộc, mình bị chết trôi ở dưới nước có mấy ngày thôi, sao thế giới của mình lại nhiều biến đổi thế này? Mọi người ơi, có làm sao không? Lại là kẻ gớm ghiếc nào nữa đây? Màu trắng xa bọn ta ra, trắng xa chúa tể của bọn ta ra. Bình tĩnh, là tôi đây, tôi là Real Man chính xác là quái vật bồn cầu đấy. Nhưng tôi không may gặp chuyện nên mới trở thành nông nổi như thế này. Các người nói cái gì? Chúa tể của chúng ta, ngài ấy bị gì thế kia? Real Man chính xác à? Có phải là ngươi không? Sao giờ này ngươi mới quay về? Rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tôi cũng kể hết tất cả mọi sự việc mà tôi đã gặp phải cho chúa tể và những đồng loại Real Man khác của tôi nghe. Họ rất bất ngờ. Nhưng điều kinh khủng bất ngờ hơn đó chính là cậu mất tích không phải mấy ngày mà đã mấy tháng rồi. Lũ quái vật bồn cầu đã xâm lược thế giới Real Man của chúng ta, giết chết gần hết mọi người. Chúa tể vì muốn bảo vệ muôn loài đã một mình đối đầu với bọn chúng, bị bọn chúng đánh cho trọng thương. Nhưng Quang, người nói người là ma chết trôi, có thể nhập hồn ly khỏi xác. Vậy thì ta có một cách để chống lại lũ quái vật bồn cầu. Ta sẽ cho ngươi cái cơ thể này, hãy nhập hồn vào đây, điều khiển chính cơ thể của ta để tiêu diệt bọn chúng. Một mệnh lệnh khó thể nào chấp nhận được mà chúa tể tôi đã bảo tôi thực hiện. Tôi lúc đầu từ chối rất nhiều, nhưng ngày ấy hấp hối khiến tôi phải chấp nhận. Sau đó tôi tiến gần cơ thể của ngài ấy và bắt đầu trao đổi thân xác. Ta trước sau gì cũng sẽ chết. Ta muốn chết một cách có ý nghĩa và có ích nhất. Làm đi, hãy thực hiện đi. Chuyện gì đến, nó chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Sau khi tôi trao đổi thân xác, tôi biến thành thực thể ma chết trôi Super Titan Real Man tối thượng. Tôi đã lập tức tiến vào thành phố Real Man của tôi để đối đầu với những kẻ xâm lược. Gì thế kia? Chúng ta đánh bại hoàn toàn lũ binh đoàn Real Man rồi mà. Sao đâu một tên khổng lồ lỡ lét chạy nhũ xuất hiện thế này? Tôi không cần phải giải thích, tôi không cần phải nói nhiều với lũ quái vật bồn cầu khốn kiếp xâm lược ở đây. Một mình tôi đã tiến thẳng vào trung tâm của bọn chúng, hù bọn chúng, và một mình tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Khốn kiếp, người của thứ tài thành Real Man này cơ thể rất nhỏ mà. Chúng ta không thể tấn công những đoàn bình thường vào trong cơ thể của nó. Phải làm sao đây? Tôi cố gắng hết sức dùng những đoàn mạnh nhất hủy diệt vào lũ quái vật bồn cầu này. Tuy nhiên chỉ có một vài con chết thôi, còn bọn chúng thì rất đông, rất mạnh. Hẹn gì cả đội quân Real Man của tôi không thể nào là đối thủ của bọn chúng được. Chết tiệt, bây giờ phải làm sao để có thể hủy diệt sạch sẽ bọn chúng trong tích tắc đây? Chứ kéo dài thời gian, tôi sợ một mình tôi cũng sẽ bị bọn chúng giết chết mất. Đúng rồi, bây giờ tôi đã là ma chết trôi tối thượng rồi. Tôi có thể triệu hồi ra những con ma da nhỏ bé hơn mình để bọn chúng phụ tôi giết chết lũ khốn này. Chủ nhân, ngài cho gọi chúng tôi. Chết tiệt, sao nhiều thứ nhạy nhụ gớm ghiếc xuất hiện thế này? Không ổn rồi, chạy mau, chạy khỏi thành phố Real Man này mau. Tiếng là hát, khóc lóc, van xin, cầu nỉ của lũ quái vật bồn cầu vang khắp mọi nơi. Nhưng tôi quyết không để cho tên nào trốn thoát. Và cuối cùng
tôi đã diệt sạch bọn chúng.